Hai, thì gần chào tất cả mọi người ha. Mọi người thấy hôm nay hai con mắt thằng gần nó có khác biệt gì không? Thật sự hai con mắt thằng gần nó sưng từ đêm hôm qua rồi, nó sưng như có bu sưng to lắm mọi người. Sáng nay nó xẹp bớt rồi, đêm hôm qua là thằng gần phải nhờ anh Bảo chở đi bệnh viện cấp cứu luôn, chứ nó nghẹt nó thở không nổi mọi người. Với lại thằng gần bị tim nữa, nó ép tim thở không nổi. Rất may là anh Bảo chở đi tới bệnh viện kịp, rồi bác sĩ chích thuốc, bác sĩ làm mọi cách thì thằng gần thở được, cái bắt đầu là mấy bây giờ nó đỡ sưng rồi mọi người. Nhưng mà ngày hôm nay là không phải cái câu chuyện mà thằng gần bị sưng mắt mọi người ha, và nó là một câu chuyện quan trọng hơn nữa, cực kỳ quan trọng luôn. Cô chú anh chị mình cố gắng chịu khó ngồi lại thêm chút xíu, đừng tua nha mọi người, nhớ đừng tua, tại vì khi mà mọi người tua là mọi người sẽ không hiểu được câu chuyện thằng gần đang nói là cái gì. Mọi người chỉ gắng chịu khó ngồi nghe tầm vài phút thôi để thằng gần nói rõ cái lý do tại sao mà mọi người hủy lộn kinh của thằng gần rồi, mọi người hủy nhầm kinh rồi mọi người ơi. Thì bữa giờ thằng Gờm cũng có chia sẻ với cả mọi người á, là thằng Gờm nói là cái kênh Thuận Gờm Vlog đã bị người ta hack. Đúng không mọi người? Người ta hack mất rồi. Thật sự là bị người ta hack mất rồi. Thằng Gờm rất là buồn về cái vấn đề đó. Tại công sức của thằng Gờm và công sức của tất cả mọi người ủng hộ gia đình thằng Gờm hơn 2 năm qua mà đã bị người ta lấy mất thì thằng Gờm rất là buồn. Thì cũng có rất là nhiều ý kiến của cô chú anh chị khác là nói thằng Gờm thế này thế kia, nói thằng Gờm là bán kênh nè, rồi nói thằng Gờm lừa đảo thế kia. Thật sự thằng Gờm đọc thằng Gờm ức rất là buồn, công sức của thằng Gờm đổ xong đổ bể hơn 2 năm thằng Gờm rất là buồn, mà đọc những cái comment có được của những anh chị đó thật sự đau lòng hơn mọi người. Thì cái kênh của thằng Gờm á là kênh YouTube cho mọi người nghe kỹ cái đoạn này nè. Cái kênh thằng Gờm bị mất là kênh bên YouTube mọi người, là Thuận Gờm Vlog đã bị mất rồi. Bây giờ người ta thay cái ảnh đại diện thành một cái ảnh của người nước ngoài và người ta đăng video toàn bộ là video nước ngoài hết. Thì cái kênh đó là đã bị mất rồi nha mọi người, đã bị mất. Còn cái kênh còn cái kênh bên mà bên cái tay phải mọi người đang cầm điện thoại á, bên tay phải mọi người á, là cái kênh Facebook cho mọi người. Cái đó là cũng là Thuận Gờm Vlog, nhưng cái kênh đó là cái kênh Facebook cho mọi người, cái kênh bên Facebook chứ không phải là bên YouTube nha. Mọi người bị nhầm ở một chỗ như thế này nè. Mọi người bị nhầm á, có nghĩa là mọi người cứ thấy cái kênh Thuận Gờm Vlog là mọi người đều nghĩ là kênh đó bị người ta hack, cho nên là mọi người hủy đăng ký kênh để giúp Thuận Gờm. Nhưng mọi người như mọi người bị nhầm rồi. Mọi người mà hủy đăng ký kênh vậy là chết Thuận Gờm luôn mọi người, chết Thuận Gờm thật sự, chết thật luôn. Bây giờ thì mọi người nhìn cho kỹ nha, mọi người nhìn kỹ một xíu nha, mọi người cho Thuận Gờm vài phút thôi. Cái này là ảnh hưởng tới tất cả cái quá trình thường ngầm làm clip đó mọi người. Thì mọi người thấy bên tay trái mọi người không? Bên tay trái mọi người thường ngầm có đánh dấu ích màu đỏ, là cái kênh đó là cái kênh Thuận Gờm Vlog, nhưng nó là cái kênh của bên YouTube nha mọi người. Kênh đó là kênh YouTube đã bị người ta hack, người ta lấy cái kênh thường ngầm rồi. Người ta đăng video nước ngoài và người ta đăng cái hình đại diện là một người nước ngoài, không phải là cái hình của gia đình thường ngầm hồi trước nữa. Thì cái kênh đó là mọi người hủy đăng ký đi, mọi người bỏ follow cũng được. Đó là cái kênh đó không phải là còn của Thuận nữa, bị người ta lấy cắp mất rồi. Còn bên tay phải mọi người, bên tay phải mọi người cũng là Thuận Gờm Vlog. Mọi người có thấy là cái hình đại diện là Thuận Gờm có cầm một cái vỏ tre và bên tay kia Thuận Gờm cầm một con cá không? Cái kênh này là cái kênh Facebook cho mọi người. Cái kênh này Thuận Gờm vẫn còn xài, vẫn là của Thuận nha mọi người. Tại vì đây là Facebook nha mọi người, đây là Facebook. Mọi người qua giờ Thuận Gờm thấy rất là nhiều comment vô là hủy đăng ký kênh này đi, kênh này ăn cắp kênh Thuận Gờm, kênh này lừa đảo, kênh mày trả kênh này cho Thuận Gờm đi. Không phải mọi người ơi, chết em luôn. Tại vì cái kênh này là kênh Facebook mọi người, Facebook fanpage là của em vẫn còn, nó chỉ giống nhau cái tên thôi. Nhưng mà mọi người để ý cái hình đại diện á, cái hình mà có hình của Thuận cầm cái vỏ cầm con cá bên tay phải mọi người á, là vẫn còn là của Thuận nha mọi người. Facebook không có bị gì hết, không liên quan tới Facebook nha mọi người ơi. Chỉ bên tay trái mọi người á là tên Thuận Gờm Vlog, nhưng cái ảnh đại diện là của một người nước ngoài, thì mọi người bỏ cái kênh đó đi. Nhưng mà cái kênh đó là kênh YouTube nha mọi người. Mọi người xem điện thoại thì mọi người nhìn giúp Thuận là mọi người đang xem YouTube hoặc là đang xem Facebook, chứ thôi bị lộn là chết Thuận luôn mọi người ơi. Trời ơi, qua giờ Thuận Gờm buồn gì tao quá, vừa bị mất kênh mà bây giờ mọi người hiểu lầm, mọi người không hiểu rõ, mọi người hủy đăng ký kênh chính của Thuận luôn, chết Thuận luôn rồi mọi người ơi. Qua giờ buồn muốn khóc luôn. Mọi người để ý cho kỹ nha, bên tay trái mọi người là kênh Thuận Gờm Vlog đã bị đánh chéo. Là cái kênh này nó đang nằm bên YouTube nha mọi người, nó là bên YouTube, nó là bên YouTube. Tại vì Thuận Gờm bị mất cái kênh YouTube chứ không phải là bị mất kênh Facebook fanpage đâu mọi người. Mọi người đừng hiểu nhầm nha, hiểu nhầm là tội nghiệp Thuận luôn á. Trời ơi, qua giờ cô chú anh chị mình hủy đăng ký kênh quá trời luôn. Trời ơi, mọi người vô đăng ký lại giùm em đi.
Với lại bên tay phải của mọi người có thấy là một cái tựa đề là Cậu bảy gà hành nghề gia truyền mọi lúc mọi nơi không, của ba chàng Ngữ Lâm đó. Thì thật sự cái video này á, là không phải của Thuận, nhưng cái kênh này không phải ăn cắp kênh của Thuận nha mọi người. Đây là của một người anh cũng làm YouTube chung nghề với Thuận Gờm. Thì người anh này có nhờ Thuận Gờm chia sẻ video của họ lên cái trang của Thuận, thì Thuận Gờm chỉ giúp họ là chia sẻ video lên trên cái trang Thuận thôi. Thì để cho cô chú chị mình xem, nếu mà ai cảm thấy vui thì mình xem, còn không vui thôi mình cứ lướt qua mọi người ha. Thì bên cái tem của họ thì cũng có một người tên là Cậu Bảy, thì họ đặt là Cậu Bảy Gà, nhiều khi nó bị trùng với lại cái Cậu Bảy cô đơn ở bên kênh Thượng Gờ mọi người, nên nhiều khi cô chú anh chị mình hiểu lầm nè. Vô comment thì kêu là hủy đăng ký kênh này đi, tại vì kênh này là bị mất rồi thế này thế kia. Thật sự thì Thượng Gờ rất là cảm ơn cô chú anh chị mình đã yêu thương Thượng Gờ, đã bảo vệ cho cái kênh Thượng Gờ. Nhưng mà không phải là mọi người, đây là Thượng Gờ mà chia sẻ giùm mấy người anh này thôi, chứ thật sự ra là mọi người đang xem bên Facebook đó, mà cái Facebook này á, là Thượng Gờ vẫn còn nguyên vẹn nha mọi người. Thượng Gờ vlog bên Facebook vẫn còn nguyên vẹn nha, không mất không gì hết nha mọi người, chỉ có mất bên YouTube thôi. Mọi người thấy bên YouTube mà thấy cái hình mà cái người nước ngoài không? Đó, hình người nước ngoài bên tay trái mọi người đó, hình người nước ngoài rồi đăng video nước ngoài không đó, là cái người đó đang lấy kênh của Thượng Gờ. Mọi người hủy đăng ký kênh đi, bỏ đi. Đó, còn bên tay phải mọi người là Thượng Gờ vlog mà là của Facebook nha mọi người. Vẫn còn nguyên si, không bị hết nha mọi người. Mọi người mà hủy một cái nữa là em đối luôn mọi người ơi. Mọi người xem cho xem cái gì, xem điện thoại mọi người xem kỹ kỹ xíu cái dùm Thượng Gờ nghe, là mọi người đang xem bên YouTube hay là bên Facebook, tại vì hai cái là hai nền tảng khác nhau mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn bảo vệ cho Thượng Gờ, bảo vệ kênh Thượng Gờ. Nhưng mà tại vì nhiều khi là mọi người hiểu nhầm chút xíu, mọi người xem mình hơi nhầm xíu á, thì không sao. Nhưng mà ngày hôm nay Thượng Gờ phải lên đính chính để thôi là mọi người hủy hết, mọi người hủy hết cái kênh Thượng Gờ, là coi như là Thượng Gờ là không có tiền mua trà sữa luôn mọi người. Mọi người nhớ nha, mọi người nhớ xem nha, bên YouTube thì Thượng Gờ bị mất kênh, còn bên Facebook vẫn còn nguyên vẹn cho mọi người. Thượng Gờ cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Thượng Gờ mà kính chúc tất cả cô chú chị mình thật nhiều sức khỏe nha, và cùng đồng hành với Thượng Gờ trên cái đoạn đường tiếp tiếp phía trước nữa. Mọi người nhớ đăng ký kênh mới Thượng Gờ John bên YouTube để xem video John nha. Thượng Gờ John chỉ có bên YouTube thôi nha mọi người, chứ không có bên Facebook nha mọi người nha. Coi chừng giả mạo nữa mọi người, bây giờ giả mạo quá trời luôn, bây giờ Thượng Gờ bị rối não với mấy người giả mạo luôn mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.